Đối với pháp của độc giác còn chẳng hiện quán, huống gì pháp của thanh văn? Đối với pháp của thanh văn còn chẳng hiện quán, huống gì pháp của phàm phu? Vì sao? Vì tánh tướng của tất cả pháp là xa lìa vậy. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, tu theo Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này, ở trong các pháp không có sự phân biệt, nghĩa là không phân biệt, nên nghĩ bàn hay không nên nghĩ bàn pháp tánh sai khác, nên biết chúng đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa hoàn toàn không có phân biệt các pháp. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, tu theo Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như thế, đối với tất cả pháp hoàn toàn không thấy có, đây là Phật pháp, đây chẳng phải Phật pháp, đây nên nghĩ bàn, đây chẳng nên nghĩ bàn, vì tất cả pháp không có tánh sai khác. Nếu các hữu tình tu được Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, thì quán tất cả pháp đều là Phật pháp. Vì thuận với Bồ Đề, quán tất cả pháp đều chẳng thể nghĩ bàn vì rốt ráo không. Các hữu tình này đã từng gần gũi cúng dường, cung kính hơn 100.000 đức Phật, đã gieo trồng căn lành nên mới tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa được như vậy. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam, thiện nữ vân vân nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, tâm không chìm mất cũng chẳng kinh sợ, thì phải biết trong quá khứ, vị ấy đã từng gần gũi cung kính cúng dường, hơn 100.000 đức Phật đã gieo trồng căn lành nên mới được như vậy. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, nên quán Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, nếu ai siêng năng tu hành thì đối với các pháp chẳng thấy tạp nhiễm, chẳng thấy thanh tịnh. Tuy không thấy gì nhưng nếu siêng năng tu Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu thì tâm không bao giờ thấy nhàm chán, mệt mỏi. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, nếu tu Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như thế, thì đối với các pháp của phàm phu, thanh văn, độc giác, Bồ Tát, Phật không có tưởng sai khác, vì đã rõ các pháp này rốt ráo không. Nếu thấu đạt được như vậy thì gọi là chân tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Phật bảo đồng tử Mạn Thù Thất Lợi, ông đã gần gũi cúng dường bao nhiêu Phật? Mạn Thù Thất Lợi thưa, Bạch Thế Tôn, số lượng đức Phật mà con đã gần gũi cúng dường bằng tâm và tâm sở pháp của người huyễn, vì tất cả pháp đều như huyễn. Mạn Thù Thất Lợi, đối với pháp của Phật lẽ nào ông không mong cầu ư? Bạch Thế Tôn, nay con chẳng thấy có pháp nào là không phải pháp của Phật, thì cầu ở chỗ nào? Mạn Thù Thất Lợi, đối với pháp của Phật, ông đã thành tựu rồi chăng? Bạch Thế Tôn, nay con hoàn toàn chẳng thấy pháp nào để gọi là pháp của Phật, thì thành tựu cái gì? Mạn Thù Thất Lợi, ông chứng được tánh không chấp trước rồi ư? Bạch Thế Tôn, con tức là tánh vô trước, lẽ nào tánh vô trước lại chứng đắc vô trước? Mạn Thù Thất Lợi, ông sẽ không ngồi tòa Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, đối với tòa Bồ Đề, chư Phật còn không ngồi, huống chi con mà ngồi được. Vì sao? Vì tất cả pháp đều lấy thật tế làm định lượng, ở trong thật tế, chỗ ngồi và người ngồi đều bất khả đắc. Mạn Thù Thất Lợi, nói thật tế ấy là khái niệm nào? Bạch Thế Tôn, thật tế, phải biết đó là khái niệm của thân hư giả. Mạn Thù Thất Lợi, vì sao thân hư giả được gọi là thật tế? Bạch Thế Tôn, vì thật tế không đi không đến, chẳng phải chân, chẳng phải ngụy, tướng thân đều bất khả đắc, thân hư giả cũng vậy, thế nên thân hư giả tức là thật tế.